Nên có một câu những đức nói rằng là quả báo sát sanh ăn thịt gia đình tan nát. Cái học tập bữa nay, cái đề của mình này. Tại vì sao? Hôm qua những đức gặp mấy gia đình khi ở xa nghe những đức chia sẻ Phật pháp, họ nói rõ ràng 100% thầy ơi, gia đình của con có 6 người, gia đình toàn bộ làm nghề sát sanh. Ban đầu nghe nó thịnh vượng vô cùng, nó phát lên nhanh còn hơn cái gì nữa. Vậy mà không được bao lâu thầy ơi, gia đình của con tổng cộng chết hết 3 người, và 2 người bị thần kinh, gọi là gia đình tan nát. Nó khiến cho gia đình kỳ cục lắm, cái nghề sát sanh này quý vị. Nên cái việc mà nghe đạo, mà phát tâm ăn chay trường, rồi biết phóng sanh, rồi biết niệm Phật, cái việc này nó cực kỳ quan trọng cho cuộc đời của người của mình. Chính những đức rõ ràng là nghe Phật pháp mà phát tâm ăn chay trường, mà biết niệm Phật này, mười mấy năm nay rõ ràng là mình mới thay đổi được cái nghiệp duyên của mình. Những đức mà không gặp Phật pháp mà không biết ăn chay niệm Phật là chắc chắn những đức chết yểu, chắc chắn luôn. Vì sao? Vì cái nghề những đức là cái nghề sát sanh. Sát sanh từ nhỏ đến lớn luôn, và làm nghề thợ nấu sát sanh quá trời luôn. Cái quán ăn một ngày 2000 người ăn, quý vị nghĩ sát sanh cỡ nào chưa? Thì nếu như mà cái đà sát sanh như vậy cả đời là chắc chắn là mình chết yểu, 100% chết yểu. Mà sống đi chăng nữa cũng eo ọt khó nuôi, nó bệnh hoạn. Nó nên từ nơi đó mà những đức nói rằng là cái quả báo sát sanh này mà gây ra kiếp nạn. Nên Ấn Tổ ngài nói một câu nè: phải biết đao binh đại kiếp đều do sát nghiệp đời trước cảm thành. Nếu không có sát nghiệp, dù thân gặp phải giặc cướp, chúng sẽ khở tâm lành, chặn chém giết mình. Ấn Độ này nói đấy chưa? Nếu như mà không có tạo sát nghiệp, dù mình gặp giặc cướp đi chăng nữa, nó cũng khở tâm lành, nó không giết mình luôn. Thì quý vị biết rằng là cái kiếp nạn nhân sinh này là do từ đâu? Sát nghiệp mà ra. Do sát nghiệp mà ra. Rồi thêm một cái việc là con người bây giờ khóa thai quá nhiều, sinh viên đi học bây giờ khóa thai quá nhiều. Cái này là đại sát nè, đại sát nè. Từ cái đại sát này mà nó chiêu cảm lâu ngày, nó thành đại kiếp nạn. Quý vị thấy mấy năm nay chưa? Dịch bệnh chưa? Nó dậy đầy luôn, quý vị thấy không? Làm cho lòng người bất an, con người bất an vô cùng. Làm ăn gì cũng khó khăn cả. Sống trong một cái cuộc sống mà cứ lo âu sợ hãi. Giữa con người gặp con người cũng sợ hãi, lo âu. Vậy coi, nó làm cho con người phải cách xa nhau. Tại vì khi mà cái con vật nó bị bệnh đau, quý vị đem nó, bị đem đốt nó đi, bị giết nó. Quý vị có nghĩa là cách ly nó, bị giết nó. Vì rõ ràng không? Bây giờ bình tĩnh suy nghĩ đi. Mình đối xử với con vật như vậy, cuối cùng tới con người mình bị bệnh, mình phải chịu cảnh cách ly, đúng không? Mình chịu cảnh một khoảng thời gian bị dịch bệnh. Dịch bệnh một phát là đem đi cách ly, đúng không quý vị? Từ nơi đó thì rõ ràng cái nhân cái quả rất rõ ràng, 100% luôn. Nên ở trong ngôi Tam Bảo mình sống, nó vẫn là nghe được nhân quả, nó vẫn là mỗi ngày được nghe giảng thuyết. Từ nơi đó mà con người khi đến đây và con người ở trong đây, nó vẫn còn một cái đại gia đình thương yêu và đoàn kết với nhau. Vậy thì tất cả những con người tu ở đây có bị bệnh không quý vị? Có bị bệnh. Và những đức có bị bệnh hay không? Có bị bệnh. Nhưng những đức vẫn không bị cái quả báo là người ta đem những đức đi cách ly, mà người ta vẫn thương yêu lo lắng. Những đức thương yêu lo lắng cho người, người thương yêu lo lắng cho những đức. Từ nơi đó rõ ràng có qua có lại mới thỏi lòng nhau, hiểu không? Rất rõ ràng 100% luôn. Người tu hay người không tu gì, ai mà không bị bệnh, mang cái thân tứ đại này ai mà không bệnh. Nhưng mà cái người tu hành của mình tin sâu nhân quả, khi mình bị bệnh gì đi chăng nữa thì chúng ta vẫn là những ngày tháng sống vẫn là tốt, không có bị ảnh hưởng gì cái tâm. Đây là 100% luôn đó. Con người chúng ta sợ nhất là bất an nè. Cái sợ nhất là bất an nè. Một ngày một đêm của mình mà ăn không ngon ngủ không yên rồi là sáng mình cũng bệnh rồi. Nên con người học Phật là con người phải rèn được mình một cái nội tâm an, phải tin sâu nhân quả đó. Cũng như ngày xưa mà cái gia đình chú Nguyễn Văn Công, mà cái đĩa ngày xưa mà cái chân voi mà cái chân giữa nó có cái lỗ. Trời ơi, ai mà coi cái đĩa đó mà cái lúc mà ăn cơm ăn cháo chứ ăn không nổi đâu.
nước con vô đó. Mà mình nói đúng là con người mình nó thúi không tưởng tượng được trời. Cái lúc bình thường gì chúng ta trao chuốt cái thân này, mà lúc mà bệnh đau rồi, trời ơi con người mình nó thúi không tưởng tượng được quý vị ơi. Cái chân gì đâu mà nó bự, thiệt là bự, nó gấp khoảng 4 cái chân mình nhập lại, mà nó sưng lên một cục to, thiệt là to. Mà chướng giữa của nó có một cái lỗ bự bằng cái chén gì nè. Mà ngộ thai nó như vậy mà tại sao nó không xẹp? Mà nó bự như vậy, mà kỳ cục như vậy, mà gia đình này là đập đầu chó rồi giết gà, cắt cổ gà, một ngày là kiếm tiền có khi lời mấy chục triệu. Vậy mà khi bệnh đau là gia đình chết từ 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 từ, gặp bao nhiêu sự cố gia đình. Tới chú này là bị ung thư xương, là cái chân nó to lên như gọi là chứng voi. Ở chứng giữa nó có một cái lỗ bự bằng cái chén. Mỗi ngày hộ niệm là quý vị biết là chú Thanh Sơn, ông mang bao tay, ông moi ra, thịt moi ra gần chén. Mà moi ra xong là ngày sau nó sình, nó tiếp tục moi ra. Mà cứ moi ra hoài, mà ở trong phòng hộ niệm mà nó thúi đến mức mà mình lông ốc luôn. Nó thúi đến mức lông ốc luôn mà vậy mà ban hộ niệm cho chú. Hộ niệm hình như gần một tháng chờ chịu thúi như vậy. Chính những đức vô hộ niệm nè. Chính những đức hộ niệm, những đức là người nhận cái ca đó chứ ai. Thì quý vị biết rằng là nó không tưởng tượng được cái nghiệp quả sát sanh mà nó chiêu cảm bệnh hoạn như vậy. Trời ơi quý vị biết rằng mà khi hộ niệm cho chú nghe, mà khi mà phỏng vấn chú nói mấy câu, rồi tu phiên các vị đừng nên làm nghề sát sanh. Nhà tôi nè, làm nghề sát sanh được nhiều tiền nè, mà cuối cùng chết tầm bảy tầm bạ bệnh hoạn, tới tôi là không còn một cắt bạc nào. Nhờ được đi vào trong chùa, được ở trong chùa cho ở, được hộ niệm cho tôi. Nếu như tôi mà không được ở trong chùa, tôi chết đi không biết có cái quan tài chôn hay không. Vì không còn một cắt bạc nào cả, rõ ràng tiền mắc tật mang. Cái nghề sát sanh này nó đáng sợ lắm mấy vị ơi. Khi quả báo nó đến rồi kinh khủng lắm, rõ ràng luôn. Ôi khi mà chú vừa chết một cái, ngay bị chết xong một cái nghe, là tự nhiên nó dịp xuống, nó còn da không nước, nó tràn ra. Tại vì cái lỗ của nó bự, thiệt là bự. Đây là người ta xác thực, người ta mỗi ngày người ta nhìn thấy mà. Chú Thanh Sơn ông ngồi mà ông móc thịt ông hốt gì nè, ông cứ bư thịt ra ông hốt gì nè, hốt rồi bữa sau buổi sáng là tiếp tục bư ra mà hốt. Mấy vị nghe một cái mà mấy vị thấy mà nuốt nước miếng luôn, đúng không? Nó ra chút mà nấu nồi cháo nữa. Có cái bà đó nói chào ô thầy ô, gia đình của con ăn mặn. Cái đợt đó bắt cái đĩa chú Nguyễn Văn Công, mà cái bữa đó nhầm ngay cái bữa mà nấu cái nào lẩu bò màu đen đen y gan thịt thúi đó nữa. Cứ mồi gào chồng con nói mày tắt cho tao cái nồi nấu bò này, chắc không bao giờ ăn được một miếng nào luôn quá. Trời ơi vì thấy kinh khủng không? Nên từ nơi đó cái nghiệp sát sanh đáng sợ lắm quý vị ơi. Nhiều gia đình đi biển này kia đâu. Nó chết kỳ cục lắm quý vị ơi. Nó rồi cái người phụ nữ mà khi mang thai á, mà làm cái nghề sát sanh đập đầu cá hoặc là giết cá này kia được, rõ ràng khi sanh con ra cặp mắt của đứa con nó buồn kỳ lắm quý vị ơi. Mà cái gia đạo làm tí có nhiều tiền mà không dư. Nó bây hổm có một cái cô mà ở miền ngoài quê thì những ăn mà đợt này cậu cũng có vô nè. Cô nói trời ơi ba của con cũng giết chó, mà giết chó rồi thì mua chó sống rồi bán lại nè thầy. Ồ gia đình của con tan nát hết trơn. Và con là bị thần kinh bị nặng nề. Rồi thêm cái nữa là tự nhiên rồi con không đi được gì nữa hết trơn. Rồi cái miệng tự nhiên nó đớ cái miệng luôn. Nó không nói được một cái gì cả. Mà đi chạy chữa sạch tiền bạc mà không trị được gì cả. Có một vị thầy khi gặp con nói một câu á, nghiệp quả tự tạo thì chịu đi, chính cô tự giải quyết chuyện của cô. Mà con không nói được nhưng mà con nghe rõ ràng. Tự nhiên có một người tặng cho con một chiếc máy V52 của thầy giảng. Khi con cầm cái máy đó con nghe rồi, thì từ đó về sau con chăng thật con niệm Phật, con niệm Phật. Con không niệm ra tiếng được, con cứ thầm con niệm hoài. Vậy mà thầy coi bây giờ con nói chuyện được, mà rõ ràng cô nói chuyện được. Và khi mà con hiểu Phật pháp rồi, gia đình của con không còn làm nghề sát sanh nữa, mà chỉ đúng một cái vườn rau nho nhỏ thôi. Vậy mà một vườn rau mà kinh tế gia đình ổn định. Còn ngày xưa làm nghề sát sanh mà gia đình bệnh hoạn sạch nhất tiền, mà kinh tế gia đình vẫn không ổn định, mà người mắc mà không có tiền bạc gì luôn, mà bây giờ chỉ có đúng một cái vườn rau thôi. Vậy mà gia đình của con ổn định. Bây giờ cái chân con chạy xe đạp được, đi bán rau được luôn. Mà cái miệng bây giờ nói chuyện được, mà nói còn hơi chậm.
viết cho những đức một lá thư. Những đức đã từng đọc cho quý vị nghe giảng trên mạng. Quý vị coi cái nghiệp sát sanh này đáng sợ lắm. Nên Ấn Tổ ngày nói trong gia đình nếu còn người ăn thịt thì đừng nên sát sanh trong nhà, mà nên mua thịt ở ngoài chợ đem về nhà ăn thì đỡ. Đừng có nên sát sanh trong nhà, vì sát sanh trong nhà là hội tụ quán quỷ vào trong nhà, làm cho gia đình mình lộn xộn lu bu. Quý vị ở dưới quê bị để ý đi, gia đình nào mà bằng chó bằng mèo mà ăn thịt rồi nhậu, nhậu xong cái vợ chồng quýnh lộn quá trời luôn, nhậu xong là quýnh búp 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 với nhau. Quý vị coi, tại vì sao cái sát sanh hại vật trong nhà? Khi mình á, mình tỉnh thì thôi, mà khi mà mình mà mệt mỏi rồi, nó khiến cho mình phải thấy vợ, thấy chồng, thấy con mình là mình căm hận, mình ghét. Cũng như một câu chuyện mà Nhân Đức đã từng đọc qua, cái ông này chuyên làm nghề săn bắn, mà đi săn bắn tối ngày quý vị, mà săn bắn heo rừng, săn bắn con này con kia. Vậy để mà cuối cùng bữa đó ông đi săn bắn về một con heo xong, ông mặn thịt con heo xong, ông nhậu xong quý vị. Tự nhiên nửa đêm ông nhìn đứa con ông là ông thấy rõ ràng là một con heo. Ông thấy đứa con là một con heo. Thì tự nhiên ông lôi đứa con ông ra, ông đâm vô cần cổ con ông chặt đầu con ông. Tại vì ông nghĩ nó là con heo. Ông nhìn đứa con là con heo. Bà vợ can cỡ nào can cũng không được luôn. Cuối cùng ông giết con ông xong cái ông nằm xuống ngủ tiếp tục. Sáng mở mắt ra tỉnh dậy kêu con ơi. Bà vợ nói con gì nữa mà con. Ông chặt đầu nó, ông giết nó chết queo mà con gì đâu mà con. Vì thấy cái nghề sát sanh kinh khủng chưa? Cái quả báo của sát sanh nó đáng sợ lắm. Nên tất cả những cái người mà nghe Phật pháp của chúng ta, thật sự mà nói cuộc đời chúng ta nó đã ăn thịt nhiều quá rồi. Bây giờ thôi chúng ta phát tâm ăn chay trường đi. Phật nói là tứ sanh phụ mẫu mà. Có nghĩa là tất cả những loài chúng sanh từng là cha là mẹ của mình. Bây giờ quý vị coi cha mẹ của mình không biết tu nè, vì mình mà cha mẹ mình tạo bao nhiêu nghiệp chướng để có tiền nuôi mình nè. Vì thì cha mẹ mình khi chết đi sẽ đọa làm súc sanh. Vì thì thay hình đổi xác, khi chúng ta làm người, chúng ta đâu có biết con vật này là cha mẹ mình, thì chúng ta lại ăn thịt con vật này. Nên trong nhà Phật mới nói câu là người chết làm dê, dê chết làm người. Ăn nuốt lẫn nhau cứ là như vậy. Cũng như có một cái câu chuyện Phật pháp nhiệm màu ở chùa Hoằng Pháp đó. Vậy mà tới cái lúc mà cái ông này, cái nhân viên ông đến lúc, vậy mà ông đi ngang gia đình đó, gia đình nó đang làm con heo mà chuẩn bị mà cúng kiến ông bà vậy đó. Vậy mà ông đứng ông nhìn rõ ràng là cái con heo đó là một con người mà đang bị chói chuẩn bị giết. Vậy mà nó cảm được là cái ông đó với cái người này thấy và biết nhau. Ông chạy vô thì cái ông già đó nói rằng là đây là con cháu của tôi. Tôi ngày xưa tôi làm nghề giết heo sát sanh, mà bây giờ mỗi năm đám giỗ là tôi cứ đầu thai làm một con vật như vậy để cho con cháu tôi giết. Nó cứ giết hoài như vậy đó. Quý vị coi cái nghiệp quả sát sanh này đúng là ăn miếng trả miếng quý vị ơi. Nên cái kiếp nạn nhân sinh này là do cái nghiệp sát sanh mà ra. Thêm nữa là cái xã hội bây giờ là phá thai quá nhiều. Nên những đức nói rằng quý vị mà đi đến chùa nó lợi ích, dẫn con cháu theo được lợi ích. Vì sao? Vì con cháu mình nó nghe được định lực nhân quả, nó đỡ tối đa. Còn bây giờ phim ảnh, bây giờ cái sự vật chất phát triển, ăn uống thì nó có nhiều quá chắc. Nên từ nơi đó con mình nó vừa lớn lên có mười mấy tuổi là nó phát dục sớm. Từ nơi đó nó đi học, nó gặp nhau, nó yêu thương, nó tùy tiện yêu thương. Rồi nó mang thai, rồi người ta chỉ nó đi phá thai. Từ nơi đó mà có khi mình cấm cổ lo làm ăn kiếm tiền, mà con mình đi học thì đem tiền cho con đi học, mà con mình hư hỏng hết trơn. Nên từ đó mà quý vị biết rằng cái kiếp nạn nhân sinh này nó dễ đầy là do gì? Con người tạo nghiệp quá nặng nề, mà nhất là cái nghiệp sát sanh này, và cái nghiệp phá thai này ghê lắm. Gọi là quán khí nó ngập chờ, quán khí ngập chờ. Nên chắc là mình cũng có cái nguyện lễ Bồ Tát Quán Thế Âm để cầu nguyện. Hình như cái chiến này nó nặng hơn mấy cái chiến khác, không có đơn giản quý vị. Bây giờ như bữa đó Nhân Đức nói, bây giờ ai cũng khỏe hết trơn thì mình khỏe re. Ai cũng khỏe hết trơn thì ngồi trên chiếc thuyền bơ qua bên kia nó khỏe re. Còn bây giờ người thì khỏe bơ, mà 2, 3 người, 4, 5 người, 10 người, 20 người cứ là xìu xìu ở nở, bơ không nổi, bệnh á, bơ không nổi, yếu xìu. Vậy thì quý vị gánh nguyên chiếc thuyền này quý vị bơ nó nặng không? Nó nặng chứ. Từ đó quý vị đã có một cái nguyện như vậy thì quý vị phải chịu nặng đạn chứ không có giỡn đâu nghe quý vị. Tại vì sao gánh nặng? Nếu ai cũng khỏe, ai cũng có phước chứ thì mình khỏe vô cùng. Nếu ai cũng không có phước, ai cũng bị bệnh đau, ai cũng yếu thì quý vị gánh nặng vô cùng.
Nó nên từ nơi đó đó mà cái kiếp nạn nhân sinh này chỉ có nghe đạo thôi. Chỉ có nghe đạo thôi chứ không phải sợ đâu. Không phải sợ, không phải chánh đâu. Không phải vốn đâu. Không phải lo khi gặp con người đâu. Cái này nó không giải quyết được vấn đề. Mà cái giải quyết vấn đề là ngay cái nội tâm con người chúng ta nè. Quý vị coi dịch bệnh dễ đầy luôn, vừa cho xã hội ổn định lên cái là quán xá sát sanh hại vật nó nổi lên ùn lên. Con người ăn nhậu tập trung ào 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 ào. Bãi biển thôi tắm la lối sùm đúng không? Vậy thì kiếp nạn nhân sinh làm sao giải quyết được vấn đề? Con người vẫn là không tin về định luật nhân quả, hiểu không? Nó ai chết thì đem đi thiêu, đem đi chôn. Còn mình sống thì mình cứ sống tiếp tục tạo nghiệp nữa. Rồi tới mình thì kêu gào la lối. Cũng như có một câu chuyện mà những đức đọc á. Cái ông này là kỹ sư mà ổng chế ra một cái máy mà sát sanh đặc biệt. Bây giờ quý vị coi cái sự sát sanh bây giờ nó càng ngày càng phát triển đúng không? Ngày xưa thí dụ như người ta giết một con trâu, con bò, người ta có một cái cây thiệt là to, người ta kéo nó vào cái cây đó, người ta xiết nó, cái đầu nó vô đó. Người ta buộc cho chắc xong, người ta cầm cái búa, người ta quết. Quý vị cứ nghĩ rằng cái đầu của mình như vậy mà người ta cầm cái búa vậy nè. Bung! Cái bà kia mới nhăn mặt kìa. Ai đau chân cứ thẳng chân không sao nghe. Bung! Mình bung! Mình nghĩ đi. Quý vị hồi đó quý vị có thấy đập đầu châu bò chưa? Chính những đức ngày xưa nè. Có khi mà đi qua bên nội đồ này kia bên bệnh mà khi đám dỗ cũng có giết mấy con nghé con này con kia đó thì cũng đập đầu. Thì kế phía trên đó có một cái nhà cái ông đó mà ổng cũng là đập đầu bò, đầu châu. Khi mà khi quý vị biết rằng khi ổng chết là ổng kêu y ga con bò con châu vậy đó. Nó rồi bây giờ người ta chế có những cái máy mà sát sanh nó nhanh vô cùng như con gà bỏ vô cái máy đi ra con gà. Con gà đang sống như bỏ vô đi ra lông lá như sạch bóng hết trơn. Cắt cổ được xong xuôi luôn. Có nghĩa là nó chế cái bộ máy gì đấy vậy. Thì cái ông kỹ sư này ông chế cái bộ máy mà giết con heo. Nghĩa là bỏ con heo vào một cái nha. Là vừa bỏ vào trong vòng mấy phút ngắn ngủi thôi. Là nó ra cái sản phẩm xương ra xương, thịt ra thịt, đầu ra đầu, máu ra máu đầy đủ, lông ra lông, nó vị trí nào ra vị trí nấy hết. Nghĩa là ông kỹ sư này ông thông minh, ông học, ông chế biến ra một cái bộ máy như vậy. Thì cái bữa đó đem bộ máy ra để mà giống như mà cho công chúng để mà người ta xem ông kỹ sư này ông giỏi, ông chế ra được cái bộ máy gì đó quý vị. Thì thí nghiệm một con heo. Thí nghiệm một con heo. Thì bắt đầu là ha, chuẩn bị cái máy này bắt đầu là khai trương đầu tiên nha. Lạ thay là chính ông kỹ sư này đến để bấm bộ qua máy này. Vì máy này là chính ổng là thiết kế ra mà quý vị. Thì ổng vừa bấm cái máy để bỏ con heo vô. Ổng vừa bấm một phát thôi thì tức khắc nó có một cái sức hút gì lạ kỳ, không tưởng tượng được. Cái sức hút gì kỳ cục nó kéo ổng vào. Tự nhiên nó dính đồ ổng vào, nó hút ổng vào, nó một cái veo vào một cái là người ta kinh ngạc mà chạy lại mà để tắt liền, mà vừa chạy đến mà không kịp tại vì nó quá nhanh. Dứt một phát một, đầu ra đầu, mình ra mình, xương ra xương của ổng, nó ra từng đoạn từng đoạn từng đoạn từng đoạn từng đoạn ra vị trí luôn. Nhân quả cấp thờ. Ghê chưa? Đây là câu chuyện đọc rõ ràng luôn đó quý vị. Nó nên tư nó đó quý vị thấy không? Tạo ra một cái bộ máy sát sanh trước nhất là giải quyết ông trước đó. Nhưng mà con người ta nhìn thấy đau lòng khóc lóc kêu gào. Nếu như là con heo đó mà bỏ vào thì con người ta khi thành công bộ máy như vậy vỗ tay, u giỏi quá đúng không? Vậy mà đem ông này bỏ vào thì con người ta khóc la thương tiếc. Con người mình đối với loài động vật chúng ta không có một cái sự công bằng. Không? Mình bệnh đau thì chăm sóc cho mình, còn khi con vật bệnh đau thì mình được xem nó như cái thứ rác rưởi. Thì quả báo sẽ đến với chúng ta như thế nào? Vì coi rõ ràng không? Nó giống như có một cái ông này, ông ăn uống mà ông ăn một cái cách mà tàn nhẫn. Ông mua một cái con rùa thiệt là to về. Ông mua một con rùa thiệt là to về. Quý vị biết rằng ông ăn con rùa này, con rùa thì nó sống rất là dai quý vị. Thì ông ăn con rùa bằng một cách là ông cắt một miếng ông ăn. Ông cắt một miếng xong rồi ông lấy voi á, voi ăn chầu á, ông vét vào, chém vào ngay chỗ đó để mà cho đừng có chảy máu ra nghe. Thì tiếp tục là tới khi ông muốn ăn nữa, ông cắt thêm một khúc nữa ông ăn. Ăn xong lấy voi chầu ông thì làm tiếp tục như vậy. Mà ông ăn con rùa này, ông ăn từ 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 từ. Đến cái đoạn cuối cùng để giải quyết con rùa này là ngay cái đầu. Ngay cái đầu. Thì còn cái khúc của cái đầu thì ông dứt cái đầu con rùa cái nữa là ông ăn, cái là hết.
xong con rùa. Thì quý vị biết rằng khi cái ông này ông ăn như vậy đó quý vị, ông ăn tàn nhẫn như vậy đó, thì lạ thay là khi sau này ông mang một cái căn bệnh kỳ cục vô cùng. Có một lần thì ông đang ngủ như vậy bị một con chuột nó cắn vào ngay ngón chân ông. Con chuột cắn ngón chân là bình thường cắn cả thôi. Vậy mà lạ thay khi con chuột này cắn vào ngón chân ông cái là nó làm độc. Mà nó làm độc rồi cuối cùng đi lỡ bác sĩ nói phải tháo cái khớp chân của ông ra. Tháo khớp chân ra. Nếu không là nó sẽ lan ra, ông sống không nổi. Cuối cùng tháo một cái khớp dưới của ông là bàn chân ông bị tháo ra. Chưa yên, quý vị biết rằng một lần sau nó tự nhiên ông cho gà ăn, con gà nó mổ vô cái ngay cái bắp chân ở dưới của ông nhẹ cái thôi. Vậy mà nó làm độc mà đi lỡ bác sĩ nói phải tháo thêm một cái khớp nữa là ngay chỗ đầu gối. Vậy mà ông cứ bị những cái chuyện lạ kỳ như vậy mà tháo từng khớp. Cuối cùng quý vị biết rằng là nó dứt ngang cái gọi là cái bắp đùi của ông thêm một phát nữa. Là tháo bao nhiêu lần khớp trong cơ thể của ông. Sự đau đớn nó không tưởng tượng được, mà tay chân ông dò cẳng ông nó cứ bị con này con kia cắn một cái là nó cứ tháo. Khi mà tự nhiên cua kẹp vô móng tay cái tự nhiên cũng phải tháo cái khớp tay ra nữa. Nó lạ thay như vậy, có nghĩa là bác sĩ nó là một cái chuyện lạ trong cuộc đời của bác sĩ. Chưa từng thấy một con người kỳ cục như vậy. Thì quý vị biết rằng là cái sự sát sanh hại vật đáng sợ như vậy không? Nó nên ai đau chân cứ thẳng chân, cậu hai cái đau thẳng chân thoải mái làm sao đâu. Ngồi khi đau chân dữ lắm. Mà số lượng này bắt ghế cũng không được. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng là cái nghiệp sát sanh này nó kinh khủng lắm. Mà khi nghe như vậy rồi quý vị mới thấy cái cảm giác mà mình mà ăn thịt chúng sanh là nó tạo một cái nghiệp chướng gì. Tại vì ai cũng thương nhất là thân mạng, con vật thương nhất là cái thân mạng của nó. Mà bây giờ mình sát hại cái thân mạng đó mình ăn. Đây là một mình tạo một cái nghiệp rất là lớn trong cuộc đời của mình. Có những người nói rằng là vật dưỡng nhân, không phải đâu quý vị à. Nên chăng thật mà nghe đạo rồi thật ăn chay trường đi. Những đức nói ăn chay không có thiếu chất dinh dưỡng gì đâu. Chùa mình mà quý vị coi mấy cô của mình có ai thiếu chất dinh dưỡng không? Bà nào bà nấy phì lũ không bị thiếu chất dinh dưỡng. Ôi ôi gái mà 75 65 đứa lùng nhất 55, lùng nhất nhỏ nhất là 55kg. Còn mấy thằng trai bên Bảo Tháp Nhân Đức nuôi á, hồi tối có mấy thằng nó lại trước mặt Nhân Đức đó, mấy thằng nhỏ nhỏ đó, Quang 12 tuổi 65kg ăn chay. Cái thằng kia 14 tuổi 85kg ăn chay đó chứ có ăn thịt đâu. Mà nó mập, mập vô cùng mập luôn. Mà chính trong chùa mình bị thấy rõ ràng đó, có mấy người ốm đâu. Quý thầy trong chùa mình người nào người nấy là có cái bụng không? Nhân Đức cũng có bụng nè, ốm đâu ốm, 7 mấy kg ốm đâu, ăn chay nè. Ngày xưa Nhân Đức ngoài đời Nhân Đức chỉ có 50 mấy 60 kg à, mà bây giờ Nhân Đức đi tu á, Nhân Đức bây giờ là 70 mấy kg. Nó ăn chay chứ ăn gì, có uống miếng bia nào đâu, vì mà có bụng đàng hoàng á. Ngày xưa ngoài đời uống bia quá trời mà đâu có bụng đâu ha. Mà bây giờ đâu có uống bia gì đâu mà ăn chay mà có bụng đó, vậy thấy không? Nên ăn chay không có thiếu chất dinh dưỡng đâu, mà ăn chay nó trưởng dưỡng lòng từ, mà nó còn sanh ra phước báo nữa quý vị à. Đó, nên tất cả các ông mà nghe như vậy, các bà mà nghe như vậy, ai mà chưa ăn chay trường được thì tập ăn chay 1 tháng 4 ngày, rồi từ từ 1 tháng 10 ngày, rồi từ từ 1 tháng 15 ngày, rồi từ từ 1 tháng 20 ngày, rồi từ từ ăn trường chay. Đó, thấy không? Từ từ vậy đó, từ từ vậy đó. Nhưng mà phải phát cái nguyện nghe như Nhân Đức nè, là vừa nghe đạo một phát thôi là ăn chay luôn tới bây giờ là hơn 13 năm. Không có ngừng luôn, là ăn luôn. Mà trong cái môi trường ngày xưa của Nhân Đức là thợ nấu, nấu đồ ăn mặn, mà ăn chay trường luôn. Đã quyết tâm ăn chay là ăn chay luôn à. Dù bệnh đau ốm ho gì cũng ăn chay. Khi quý vị phát nguyện ăn chay, quý vị phải phát cái nguyện gì nè. Con đã phát nguyện ăn chay thì dù con có bệnh đau te tua bây giờ con cũng ăn chay. Thì tức khắc quý vị ăn chay trường được liền. Còn nếu như quý vị ăn chay mà còn lưỡng lự, vừa ăn nó mới mang bệnh là kỳ cục vậy đó. Bệnh này bệnh kia, cái người này người kia xung quanh nói mày ăn chay đi, mày ăn giết rồi mày chết, mày ăn giết mày không làm ăn cái gì được hết trơn rồi mày chết cho mày thấy. Nhưng mà cái lúc quý vị vừa phát tâm làm một điều thiện, đó là nghiệp chướng nó đang xả ra, nó đang đổ cái nghiệp chướng ra. Có nghĩa là nó đang hóa giải nghiệp chướng, nó đang khảo đạo quý vị coi cái tâm quyết mình sao. Hết hồn chưa?